Tối Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, người hâm mộ Liên minh huyền thoại đã được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn nhất từ trước đến nay với món khai vị là bán kết LCK Hà T1 đối đầu Jaji và món ăn cuối cùng mang tên G2 at Fnatic. Nếu trận đấu giữa T1 và Jaji chỉ dừng lại một trận bán kết khi cả hai, dù thắng hay thua, vẫn có cơ hội giành được tấm vé đến chung kết thế giới, thì G2 đối đầu Fnatic lại mang một ý nghĩa sống còn khi cả thất bại phải ngồi nhà xem những người đồng hương của mình đến Trung Quốc thi đấu. Đúng với kịch bản bao mùa vừa qua của khu vực LEC, G2 và Fnatic đã cùng nhau tạo nên một cuộc rực đổi tỷ số ngoạn mục, nhưng chiến thắng đã thuộc về People cùng với các đồng đội. Tỷ số 3-2 nghiêng về phía Fnatic đã khép lại ước mơ thế giới của tiểu Faker Caps nói riêng và tập thể G2 nói chung. Fnatic chính thức trở thành bài diễn cuối cùng sau Mad Lions và Rogue để với chung kết thế giới 2021. Hòa theo dòng cảm xúc khi không được chứng kiến những người con xa xứ thi đấu tại giải Liên minh huyền thoại quan trọng nhất trong năm, ta hãy cùng nhìn lại vấn đề vì sao G2 lại không thể đến được với chung kết thế giới. Được thành lập ở giai đoạn khá sớm của Liên minh huyền thoại 2016, cái tên G2 được xuất hiện sau khi chuyển từ Gamers 2 tham gia EU LCS mùa hè 2016 với những hảo thủ như Kikis, Trick, Emperor, Hybrid và Perth. Ở ngay mùa giải đầu tiên tham gia đấu trường chuyên nghiệp, G2 đã có được những thành công nhất định khi giành được vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với kết quả 15-3 và dễ dàng đánh bại Origin với tỷ số 3-1 trong trận chung kết playoff mùa giải. G2 chính thức đăng quang ngay tại mùa giải đầu tiên tham gia EU LCS đại diện cho khu vực đến với MSI 2016. Tại MSI lần đầu tiên tham dự, Perth cùng với các đồng đội phải chịu thất bại trước những cái tên lớn như T1, RNG, Counter Logic Gaming, Flash Wolves và chỉ chiến thắng trước Supermassive. Cán đích tại vị trí thứ 5 trên tổng số 6 đội tham dự, G2 trở về LCS với những bài học rút ra từ thất bại và trở thành ông chủ thật sự của giải đấu. Thành tích G2 ở những mùa giải tiếp theo lần lượt: vô địch LCS hè 2016, vô địch LCS xuân 2017, vô địch hè 2017, áo quần xuân 2018, vô địch vòng loại khu vực hè 2018, bán kết chung kết thế giới 2018, thua Invictus Gaming 3-0. Mặc dù có được những thành công đáng ngưỡng mộ, G2 không ngừng cải thiện đội hình của mình qua từng mùa giải. Lần lượt những bài học đồng mới như Wonder, Jankos, Mikix và Caps cặp bến G2 tạo thành một dải ngân hà ở khu vực châu Âu, cũng như từ đó những chú hề tài năng từ Rapsic châu Âu cũng được sản sinh. Với kinh nghiệm, kỹ năng cũng như phong cách thi đấu có phần bản năng hỗn loạn, G2 dễ dàng lên ngôi vô địch LEC xuân 2019 với thành tích 13-5. Đại diện cho khu vực châu Âu đến với kỳ MSI thứ 3 kể từ khi thành lập của mình, G2 gặp được chút khó khăn ở giai đoạn vòng bảng bởi đại diện đến từ khu vực VCS, phong vụ Buffalo và chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau khi giai đoạn vòng bảng khép lại. Bảng lô đánh có phần hoang dã và đẩy nhanh tốc độ ban đầu sớm của mình, G2 dễ dàng khắc chế lối chơi kiểm soát ở giữa và cuối trận đấu của khu vực Hàn Quốc. Chung cuộc, G2 giành chiến thắng trước SKT với tỷ số sát nút 3-2. Tiểu Faker Caps cùng với các đồng đội tiến thẳng vào trận chung kết đối đầu với đại kỳ địch đến từ LCS, Team Liquid. G2 có thể tấu hài mỗi lúc mọi nơi, nhưng trong một trận đấu quan trọng như trận chung kết MSI, Caps và các đồng đội đã xóa đi lớp trang điểm chú hề của mình và đánh bại đại diện đến từ Bắc Mỹ với chiến thắng 3-0 tuyệt đối, chính thức mở ra thời kỳ hoàng kim nhất của G2 tính đến thời điểm hiện tại. Sau trận chung kết có phần dễ dàng ở MSI trước kỳ địch đến từ Bắc Mỹ, G2 trở về LEC với vị thế số 1 khu vực và dễ dàng hủy diệt cả giải đấu mùa hè 2019 với chỉ 3 trận thua đáng tiếc. Một lần nữa, đội hình toàn sao của Rapsic châu Âu lại được tham dự một trong hai giải đấu liên minh huyền thoại quốc tế lớn nhất năm, chung kết thế giới 2019. Số 1 vòng bảng được xem là dễ thở với sự góp mặt của hai đội tuyển được đánh giá khá thấp là Cloud9 và Hong Kong Attitude. Cả G2 và Griffin cán đích ở vị trí lần lượt top 2, top 1 chung cuộc sau loạt trận tiebreak khi cả hai đều có hiệu số thắng thua là 5-1. Mặc dù phải nhận một kết quả không khả quan, G2 lại rơi vào nhánh đấu có phần dễ thở hơn so với đối thủ cùng bảng Griffin khi phải đối đầu lần lượt với Daewon Kia còn non trẻ và một SKT T1 đang dần đi xuống qua từng năm. Sau khi chiến thắng trước hai đại diện đến từ Hàn Quốc, G2 dễ dàng góp mặt tại vòng chung kết, nơi mà Caps cùng với các đồng đội sẽ phải đối đầu với một Fnatic Phoenix đầy máu lửa và thăng hoa. G2 có thể vừa nghiêm túc vừa tấu hài, nhưng chính lối chơi hỗn loạn đó đã được Fnatic Phoenix khai thác một cách triệt để để rồi từ đó trừng phạt G2 với tỷ số 3-0. Một kết cục buồn cho Liên minh châu Âu
trong một kỳ chung kết thế giới diễn ra ở sân nhà. Hoàng Luân có chia sẻ trong buổi stream của anh ở trận đấu tối ngày 22 tháng 8 vừa qua. LEC trả lời với kịch bản lắm. Và đúng như vậy, với một kịch bản quen thuộc, G2 một lần nữa thể hiện sức mạnh của mình khi tiếp tục thống trị LEC cả năm 2020. Đến về phong truyền thống đội tuyển này với cúp vô địch khu vực lần thứ 8. Một lần khẳng định lại còn nói rằng, không cần xem LEC cũng biết G2 sẽ vô địch. Đến với kỳ chung kết thế giới đầu tiên, không có sự góp mặt của các khán giả do bùng phát dịch Covid-19, G2 sẽ những lá thăm may rủi đã khiến Jankos phải sống trong lo sợ khi biết rằng sắp tới mình phải đối đầu với tuyển thủ đi rừng hàng đầu Việt Nam, South. Đúng như những gì mà Jankos và các đồng đội đã lo lắng, G2 sau trận đấu mở màn suýt thua trước Selin đã phải nhận thất bại giai đoạn lượt về và vòng đấu tie break xác định thứ hạng cao nhất của bảng A, nơi có sự góp mặt của cả hai đội tuyển. Với phong cách truyền thông đầy tính hài hước và trào phúng của mình, cùng màn ăn mừng đầy tính nghệ sĩ sau khi đánh bại Genji với tỷ số 3-0, G2 đã bị chính đại diện còn lại của Hàn Quốc, Daewon, đánh bại với tỷ số 3-1, khiến Caps và các đồng đội phải kết thúc chuyến du lịch đến Trung Quốc sớm hơn những gì họ dự kiến. Và đó cũng là một điểm báo cho một tương lai mịt mù của đội tuyển đến từ châu Âu. Perth, sau khi thất bại chung kết thế giới cùng với những vấn đề về vị trí thi đấu, anh đã khăn gói chuyển sang LCS đầu quân cho Cloud9, nên mà Perth hứa hẹn sẽ trở thành một trong những midlaner hàng đầu khu vực thay vì phải thi đấu vai trò xa thủ như khi ở G2. Dường như việc mất đi khai quốc công thần như Perth cũng không quá tiếc nuối với người hâm mộ khi bản hợp đồng bom tấn Kralis được kích nổ từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp Fnatic. Dường như G2 đã không còn một sự bành trướng như trước tại LEC nữa, mà thay vào đó là một ông hoàng vòng bảng và một gã tí hon của vòng playoff. G2 xếp đầu tiên ở giai đoạn vòng bảng LEC với thành tích 14-4, nhưng lại thất bại trong công cuộc giành chiếc vé MSI 2021, khiến cho giải đấu kém phần hấp dẫn và đôi lúc là nhàm chán khi người hâm mộ dường như đoán được hai cái tên nào sẽ góp mặt ở vòng chung kết từ khi chưa chính thức bắt đầu. Kể từ khi G2 không còn sự góp mặt của Perth, đội tuyển này dường như đã mất đi bản năng đánh hơi chiến thắng. Kralis mặc dù là một sát thủ giỏi, nhưng những gì anh thể hiện vẫn là tệ so với khoảng trống mà người tiền nhiệm để lại. Từ đó, con tàu G2 dần bị nhấn chìm bởi sự thất vọng của người hâm mộ và chính bản thân đội tuyển. Nếu như ở LPL, để vị trí top 1 khu vực liên tục đổi chủ là một điều bình thường, thì tại LEC, điều đó dường như rất khó chấp nhận với những người hâm mộ ở những khu vực khác. Nhìn vào đội hình chất lượng của G2 so với cách đây 1 năm, khi vô địch LEC 2020, chắc chắn G2 2021 xin đánh giá cao hơn bởi Kralis với khả năng của một carry hạng nặng khi còn là Fnatic. Đương nhiên sẽ tốt hơn một midlaner như Perth thi đấu về trò xạ thủ. Mạnh là thế, nhưng khi xem Caps cùng các đồng đội thi đấu, khó để chúng ta công nhận rằng họ là một đội mạnh khi dường như khả năng gắn kết cũng như kỹ năng đi đường đang ở phong độ báo động. Một đội tuyển mạnh là một đội tuyển có phong độ ổn định. G2 thì khác, chiến thắng đối với họ được quyết định bởi cảm hứng thi đấu của các tuyển thủ. Chỉ cần một pha cờ bé thắng, lượng adrenaline trong cơ thể của những tuyển thủ G2 sẽ tăng cao. Từ đó, xử lý những pha có thể nói là mang tính xuất thần, nhưng tỷ lệ tụt mất ván đấu là cực kỳ cao. Phim hay cũng sẽ đến hồi kết. Sự thống trị của G2 đang dần bước vào những thời khắc cuối cùng. Hy vọng rằng G2 sẽ trở lại thật mạnh mẽ ở những mùa giải sắp tới, cũng như mang lại nhiều giây phút giải trí cho người hâm mộ của họ nói riêng và cộng đồng liên minh thế giới nói chung. Còn về Kralis, G2 và giấc mơ vô địch thế giới, có lẽ giờ đây nó chỉ còn là kịch bản trong mơ.